chưa nghe chị. Có xin lỗi vì hôm nay tôi đã bị chậm ha. Tôi tập trung một chút. Lớp của mình là học cái chuyên đề này tên là quản trị tài chính doanh nghiệp, môn này tên quản trị tài chính. Bạn là lớp bằng hai. Theo mảng ký hiệu là lớp mình là một lớp ngành gì ha? Kế toán. Mình nghe quy định của bộ môn là mình sẽ học theo sách của Cross Rất cho tiêu, tức là sách mới. Đây là quy định đánh giá điểm quá trình, tỷ lệ là 50-50 nha. Để đánh giá điểm quá trình cho bạn thì chúng ta sẽ có bộ môn giao cho giáo viên giảng là tự quyết định hình thức chấm điểm. Thì tôi sẽ đưa ra có 3 hình thức chấm điểm. Xin lỗi, dựa trên 3 cái cơ sở để chấm điểm. Thứ nhất là kiểm tra thường xuyên, thứ hai là kiểm tra dự kỳ, và thứ ba là thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm này thì mình sẽ không sử dụng hình thức là thuyết trình trên lớp để thời gian dành để bạn tập trung bài học. Và đây thảo luận nhóm này chúng ta sẽ thảo luận bài tập trong cuốn sách, làm bài tập theo nhóm và thảo luận bài tập trong cuốn sách. Thì tôi sẽ nói cụ thể cái yêu cầu đó cho bạn. Khi mình thi ấy, thì mình sẽ được đánh giá là 50%. Và điểm quá trình này là 50%. Cô này chị không nhận thấy gì đâu. Không tới rồi. Không tới rồi. Nhưng mà các bạn đàn bộ cho bạn nè, là điểm thi phải lớn hơn 3 thì điểm quá trình sẽ được tích. Còn nếu mà từ 3 trở xuống thì điểm quá trình sẽ làm gì đâu. Nghĩa là bạn bị đánh rớt. Nó nhìn hiểu không ạ? Tại sao được quy định như vậy? Thì lý do là thứ nhất để tránh cái trường hợp nó rơi vào tình huống là bạn không đi thi mà điểm quá trình bằng 10 thì đậu rồi, đúng không ạ? Đó là để tránh rơi vô cái tình huống đó. Cái thứ hai là ta cho rằng nếu mình thi mà điểm quá trình mình mà được bao nhiêu đó không, nhưng mà điểm thi của mình từ 3 điểm trở xuống thì có nghĩa là mình không xứng đáng để đậu. Ta yêu cầu điều kiện là điểm thi của mình phải vượt qua cái ngưỡng 3. Vượt qua ngưỡng 3 là mấy? 3.5 3.5 3.5 vậy là 3.25 hay 3.5 3.5 Đó không, tôi hỏi thôi, để ta xem hiểu sao. Lớp 3 5 có điểm thi 3.1 là sai rồi. 3 điểm thì em mới vượt qua 3 mà. 3.5 Sao không phải là 3.1? 3.25 nhớ 3.5 là 3. 3.25 3.1 cũng hơn 3. Rồi trả lời nha. Có nhiều khi mình cũng không hiểu. Có khi nào bạn có kết quả các môn mà bạn coi là bạn 3.1 không? Không có. Vậy là mấy? 3.5 thôi mà. Đó là quy định như vậy. Có nghĩa là điểm quá trình và điểm môn á, điểm quá trình đúng không, và điểm ta gọi là điểm kết thúc học phần. Thì cái điểm này kết thúc học phần thì tính tỷ lệ nè, nhưng mà cái điểm này nếu mà có lẻ là lẻ một con số, hiểu không? Lẻ một con số và được làm tròn ở cái mức là năm hoặc là chữ tròn luôn, hiểu ý không ạ? Như vậy nếu mà nó là từ 0.25 trở xuống thì ta làm tròn lên 1.5, hiểu không ạ? Nếu mà người giáo viên nó ta rộng rãi, hiểu không ạ? Ví dụ 3.1 thì ta cho 1.5 luôn, để đúng ra phải 3.1 về 3, nhưng mà bự hơn chút xíu hơn 3 thì ta lên 1.5. Còn xin lỗi, 0.25 á. Còn nếu mà nó dưới đây, tôi làm lại cho dễ hiểu ha.
không có 25 bước về. Thì cái này sẽ nâng lên luôn là đuổi luôn. Là rộng rãi là nâng lên luôn, có lẽ là đây là 3 đúng không? Đây là một cái điểm nè. Rồi đây là không hết 1 nè. Cảm vân lên tới cho lên không hết rưỡi luôn. Đúng không? Còn nếu mình nó biên lên đây thì ta lên tròn lên điểm. Rồi hiểu được chưa? Như vậy nếu có rưỡi, một cái rưỡi rồi tổng với cái điểm kia tròn hoặc rưỡi gì đó thì ta không làm tròn nữa. Và điểm cuối cùng sẽ là điểm 1 số lẻ. Rồi hiểu được chưa? Như vậy ví dụ mình học suốt luôn đường ra trường mình không biết cách tính điểm. Nên đây nó giải thích rõ vậy nha. Ví dụ mình có điểm gì 7,5 với 7 cộng lại chia đôi 14,5 cộng lại chia đôi ra 7,3. Hiểu không ạ? Chứ lúc đó không có lên rưỡi nữa. Nhưng mà điểm hai cái điểm thành phần ta sẽ làm tròn là hiểu rồi ha. À, như vậy ta nói là lớn hơn 3 thì thường cô giảng trong lớp cô hay hỏi là lớn ba là nhiêu, bạn thì trả lời ba cái khổ đó. Nói lớn ba chưa có mất là 3,5 nha, thấy như vậy. Còn 3,75 vậy đó là ta tròn lên giá tròn. Rồi nắm như vậy nha. Thì cô giải thích nhắc lại nè, giải thích của sao bên bộ môn này người ta quy định gì mà nó như thế này khó hiểu. Trả lời là vì để tránh trường hợp bạn vắng thi mà điểm quá trình bằng 10. Đó là trường hợp thứ nhất. Tình huống thứ hai là yêu cầu để đạt được điểm quá trình này điều kiện là phải vượt ngưỡng 3 các kết thúc học tập thì mới được. Đã tối thiểu là phải là như vậy điều kiện. Rồi tôi được quyền đây bộ môn ta ghi cái chữ này nè, là tôi giảng cho bạn trực tiếp, là tôi theo dõi, tôi được quyền đánh giá điểm quá trình cho bạn. Đấy, thì cái màu đỏ này là tôi tự ghi nè, thì tôi sẽ đánh giá trên những cái này. À, kiểm tra thường xuyên là thường xuyên kiểm tra trên lớp, đúng không? Như vậy bạn khi bạn học trong lớp như thế cô á, thì tôi cũng có điểm danh, thích nghỉ thì nghỉ, nhà tự học cũng tốt, không sao hết á. Nhưng mà vô lớp được gọi ha, mà bạn nó tự học đó là con như bắt. Hiểu không? Nên ý là vậy, chứ còn lớp không có điểm danh. Là nhìn phổ biến là rõ vậy đó để mình biết đường đi học. Nhưng mà không phải là bạn bị kêu hoài, bạn bất chợt cho nó, ví dụ như mình dở danh sách lên một kêu. Nhưng mà cũng ít khi nào tôi gọi kiểu vậy đó. À, tôi sẽ cho kiểm tra thường xuyên là chừng 5 phút là kiểm tra thường xuyên được rồi. Thế là hay mũi tên bắn hay bay con chim đúng không? Thay vì giả sách là đọc A, B, C gì có mặt giơ tay gì thì cái không có làm vậy. Chút nữa mình sẽ có bài kiểm tra số 1 5 phút và điểm danh rồi đó. Hiểu không ạ? Nó nhanh, nó dễ mới ở. Nó học kinh nghiệm thầy cô giảng mấy chục năm mà ta làm dễ ở và nhẹ nhàng lắm. Thích nghĩ cứ nghĩ. Nhưng mà lúc nào kiểm tra thường xuyên thì có, thì giống như điểm danh vậy. Thì cái này mình học 11 buổi nha. Đúng ra là mình có 11 buổi cộng 1 tiết á. Với lại 11 buổi nữa là mình có 12 buổi. Nhưng thường thì ta cho mình có 11 buổi à. Nếu mà cô đăng ký giảng LMS, tức là giảng trên hệ thống điện tử cho em á, thì ta sẽ trừ bớt buổi nữa. Hiểu không? Vậy cô còn có 10 thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà để tiết kiệm thì cô thường là không có đăng ký giảng LMS, có chuyện gì sẽ làm việc trực tiếp với bạn qua email vậy thôi nha. À, để tiết kiệm thời gian cho lớp. Như vậy là mình có 11 buổi thì tôi sẽ kiểm tra này nhiều lần, đúng không? Ví dụ chừng nào tôi thấy lớp quá thì tôi kiểm tra cho khỏe về các bạn tăng nhanh ý vậy đó. Tôi dặn luôn vậy đó. À, bữa nào mình nghỉ mình xui đó, bữa đó nó ít, thế là cô chờ kiểm tra về cô chấm bài cho nhanh đó. Thì mình nếu mình xui mình rơi vô mấy buổi đó thì mình vắng thiếu cái cột này, nhưng mà tôi cho là nó sẽ dư cho bạn chứ không thiếu. Ví dụ như là tôi 11 buổi tôi cho 5 lần, thấy không? Cho đến cho 5 lần nhưng mà tôi lấy 3 lần thôi,
hiểu ý mà, vậy mình làm 3 lần đủ rồi mình nghỉ. Hiểu đi nha, mình là tôi lấy 3 lần đó thôi. Ý cô nói vậy nó dễ. Còn nếu bạn làm mà đủ thì cô cũng đếm đủ 5 lần vậy. Rồi cô coi thì để xem xét, lấy các cái cột tốt nhất cho em. Thì gọi là tên này á, gọi thường xuyên là trong cái quy định này là giống như điểm danh nha. Chứ không phải là bạn kiểm tra thường xuyên giỏi cô cho điểm 10, kiểm tra thường xuyên tệ lấy 0 điểm, không phải vậy. Nó là gọi là điểm khi cần, ý nghĩa nó là vậy, hiểu không ạ? Nhưng mà dĩ nhiên bạn được đánh dấu một cái dấu vô là hôm nay có khi cần, nhưng mà bạn lại là làm điểm tốt, bạn làm được bài tập tốt, bạn thảo luận tốt với giáo viên trên lớp, thì bạn cũng được đáng được ghi nhận thêm dấu cộng. Thế nó mốt là như người ta 7 điểm quá trình mình 8 chứ. Hiểu ý không ạ? À? Ý này như vậy tức là có lợi thêm cho nó ít đi. Kiểm tra giữa kỳ thì bắt buộc phải có, cho nên này tôi sẽ không báo trước, đúng không? Bắt buộc phải có, chứ không có nói bữa nay cái bất chợt cái cô biểu lấy giấy là đặt kiểm tra giữa kỳ sao tôi chuẩn bị kịp. Kiểm tra giữa kỳ gọi tên là thi giữa kỳ, mà kỳ thi phải báo trước, chứ không báo trước rồi mà bạn không sắp xếp được. Đó, như vậy cái này cô sẽ báo trước cho bạn. Thì như là trên cái bố trí là trên các cái chương này, bố trí tạm trên các chương này thì mình thấy là có 10 chương nha, có 10 chương. Và cái buổi thứ 11 này nè, đó là cô đang ghi là kiểm tra giữa kỳ, đúng không? Cái thứ tự như thế này. Và vậy là kiểm tra giữa kỳ này sẽ thấy vào đâu, chuyện vào đâu là tôi sẽ thông báo. Và tạm thời để thế này, cái này tôi sẽ gửi cho nhà lớp. Cái này đang thiết kế theo kiểu là có 9 cái buổi làm việc để dạng LMS cho chính quy á, 9 buổi làm việc, còn mình lấy hết 1 buổi luôn nha, cho nó đủ. Chứ bạn học buổi tối về cái học ra nó tính 4 tiết nhưng mà nó thua ta nhớ, đúng không? Mình không thể là 4 tiết trên 5 giống người ta nghèo đâu. Học ra còn 2 tiết rưỡi 3 tiết không như thế này, bây giờ học phải có phương pháp tốt và rất là tập trung thì mới hiệu quả. Đó là như vậy. Rồi tôi hy vọng là với sự cộng tác của bạn thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn học tốt cái môn này. Đó, vậy cứ để đi. Rồi tôi sẽ sắp xếp các cái buổi vào trong ngày này kia, tôi sẽ đưa lên các bạn. Nói chung là thông báo là như vậy nha. Rồi. Bây giờ chúng ta mới, hồi nãy tôi có nói là ở khoa, tôi thuộc khoa tài chính của tôi á, bên tên của tôi làm việc trong khoa tài chính, rồi khoa tài chính của UH mình á, thì kể từ năm 2007, từ năm 2017 vừa rồi, học kỳ 2 của năm 2017 là sinh viên các cái khóa của UEH mình á, học về cái môn này là đã học theo sách mới. Sách này là sách của Ross, Westerfield và Jeff. Nhưng mà thường là người ta nói tắt là sách của Ross. Đó, mình nói vậy. Đây là một cái sách là cái tài liệu mà bộ môn được nhà trường đồng ý cho giảng theo cái loại sách này, cho theo cái sách này được các tác giả cuốn sách của Đại học Mỹ ta đồng ý chia sẻ bản quyền cho mình và khoa tài chính dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi có bản gốc bằng tiếng Anh. Bản gốc này nói theo từ bình dân đó là bản, cũng là bản gọi là gì, vi phạm bản quyền á, bán chia sẻ trên mạng lỗi á, ha. Tức là hiện cái phiên bản này dịch là phiên bản 10 hiện nay là Shop Ross đã chỉnh sửa thành phiên bản 11 rồi.
ai mà đi Mỹ mà học cái môn này nó sắp rốt là ta hiểu là trường phái nào. Thế là nó đó là cuốn sách danh tiếng. Thì hiện nay là tôi sắp được giới thiệu cho bạn khi bạn học ở UH của mình cái cuốn sách này theo chương trình tiên tiến cái chuẩn mà đã kiểm định á, cam kết như vậy. Như vậy thì tôi có lời khuyên là bạn nên mua cuốn sách gốc nha. Mặc dù hiện nay thì sách gốc thì cũng có được photo, còn vì lý do này kia gì đó thì mình lấy cái bản photo học. Nhưng mà bạn mua sách gốc là bạn có hai cái lợi. Một cái lợi là cuốn sách này nó có những cái y như là cuốn sách gốc của Ross mà bằng tiếng Việt, bạn hiểu không? Như vậy nó có 1069 trang. Tôi sẽ gửi cho bạn một cái file tiếng Anh. File nãy tôi kể đó, bản này cũng khá đẹp, bằng file PDF từ tiếng Anh. Thì như bên đây á là người ta viết đi cái trang 1 là bên đây trang 1, bên đây trang 2, bên đây trang 2. Bên đây có cái hình, bên đây có cái hình, bên đây màu xanh, bên đây màu xanh, cái trang vậy luôn. Hiểu không ạ? Nó rất là đẹp. Bản sách có giá trị. Sách này là bạn nó có cái địa chỉ để mua để chắc để chút nữa nhắc cho trưởng này. Có địa chỉ như là bạn mua nhà sách Lộc ở đối diện cơ sở An mà đó. Nhà sách đó là nhà sách phát hành sách cho khoa tài chính của mình. Bạn nhớ là nói là mình là sinh viên của khoa thì ta sẽ bán giá mà khoa đã chặn bán cho sinh viên, còn hơn là bán giá bìa nó cao. Rồi cái đó là cái lợi thứ nhất nha. Cái lợi thứ hai á là bạn mua sách này thì sẽ có một cái cô tên là Hương ở trường của hát mình á, cổ quản lý cái tài khoản mà tác giả đã chia sẻ cho mình, nó giống như là có một cái gọi là gì, giống như một cái IP, một cái bass để mình học tiếng Anh vậy. Thì này một cái bass để mình vô mình làm bài tập, làm câu trắc nghiệm gì đó. Y như mình học tiếng Anh vậy, nhưng mình có cuốn sách gốc thì nó mới có cái mã đó. Hiểu ý không ạ? Đó, học mình y như sinh viên Mỹ luôn. Cho như vậy thì nó có cái lợi cho bạn là bạn tương tác được với lại cái chương trình đó, cũng như là có lợi cho mình là sau này ví dụ mình đi tuyển dụng rồi đó, với những cái như giống như mình đi thi tuyển dụng này kia nào các thứ, ta cho các cái đề nó cập nhật theo kiến thức mới thì mình sẽ rất là vững vàng. Vì hiện nay các cơ quan người ta tuyển dụng người ta cũng đặt hàng chúng tôi ra cái đề thì chúng tôi cũng cập nhật mới chứ đâu có ra giống như một mẫu đâu, hiểu không ạ? Thì cái này cũng khá là gần gũi. Tôi tả nôm na là giống như bạn thi tiếng Anh nè, bạn thi IELTS hoặc thi TOEFL vậy đó, thì nó có chương trình để bạn ôn, thì cái này nó cũng giống vậy. Tôi có cái pass nha. Rồi vậy nha, cuốn sách này là do tiến sĩ Vũ Việt Quảng chủ biên. Bạn có học với thầy Quảng môn nào chưa? Chưa. Thầy Quảng là nghiên cứu sinh ở Mỹ, cũng khách là chính, và thầy đã đạt học vị tiến sĩ. Đó là một cái người có thể nói là một cái người tiến sĩ mà đầu tiên của Việt Nam có chuyên ngành là tài chính doanh nghiệp. Ví dụ như tôi cũng có học vị tiến sĩ nhưng mà tôi là một chuyên ngành kinh tế tài chính ngân hàng. Ở Việt Nam thì ghép cộng là vậy, một ngày đi sang Mỹ là học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp luôn, chuyên sâu luôn. Thì thầy rất là giỏi, giỏi về chuyên môn và cũng như là cái tiếp cận về kiến thức mới thì cái nào các thứ. Rồi cũng nhờ như vậy thì cái việc giao tiếp này kia để với các tác giả nước ngoài để xin được kết nối cái bản quyền và chủ quyền dịch thì thầy đã nhận. Cuốn sách này chia làm 8 phần và có 31 chương, có hơn 1000 trang. Như vậy thì trong cuốn sách này á, đó là cuốn sách hiện nay, còn cuốn sách cũ á mà khoa tài chính dùng á là bộ sách này, sách trước á, sách trước. Thì cho tới hiện nay
cái bộ sách này chúng tôi tạm dừng để giảng sang mới này, đúng không? Tạm dừng, nói dừng đấy nhưng mà nó cũng còn là tạm dư. Tạm dư là sao? Là mấy bạn hồi trước mà lâu ta học rồi ta rớt, rồi ta học theo cái cũ, thì mình cũng sẽ sử dụng lại cái này bài tập của người kia ra cái đề thi, cho ta bài tập thi. Mấy người mà được đi lại thì hiện nay mình đâu được đúng không? Lớp em có được đi lại không? Không được, không tiêu luôn, học lại nữa, đúng không? Còn có cái khối như tài chức rồi này kia, gọi tài chức cho nó gọn, gọi là vừa làm vừa học, đúng không? Vừa làm vừa học, vừa làm vừa học nhưng vừa học vừa làm. Vừa làm vừa học, đúng rồi, phải gọi là tài chức, chứ không gọi là vừa học vừa làm. Tức là người đã đi làm rồi mới về học. Cái tên gọi hơi kỳ kỳ ha. Nhưng mà mình hay mô tả nó rõ quá, kiểu thuật ngữ vậy. Tìm theo ha, mình gọi tìm theo. Từ tiếng Anh thì có khi người ta dùng một từ gì nó rất là rõ. Từ tiếng Việt mình diễn tả ba bốn chữ luôn mà nghe cũng nó cũng chưa ổn lắm. Cách vậy, tài chức á, có được đi lại. Thì nếu mà bạn có người quen cũ, người quen mà có cái bộ sách này, bạn mượn bạn học cũng tốt, đường nào đi cũng tới thành rồng, đúng không? Kiến thức mà, chứ nó không phải cái này vứt đi không ai vậy, nó không lạc hậu gì hết. Nhưng mà cái tài liệu chương trình người ta dùng phải thống nhất, hiểu ý quá. Chứ còn cái này cái giá trị của cuốn sách này nó cũng tôi nghĩ là nó cũng rất là giá trị. Nhưng mà khi ghi ra như vậy thì bạn thấy sao? Cuốn sách này là nó cũng khoảng 32 chương, 10 phần, cũng hơn 1000 trang. Tôi tự nhìn nãy ra, đó là tập thể tác giả khoa tài chính của quán mình, chủ biên là giáo sư Trần Ngọc Thơ đó, đã có dày công là đưa cái cuốn sách này ra rất là sớm, mới mà sớm để giảng cho sinh viên của quán mình trước đó đó. Cho tới cái thời điểm vừa rồi thì đã có cái sự thay đổi. Thì bạn nhìn á, bạn thấy cái cách viết này nè, cách viết trước đây của Việt Nam mình á, mặc dù cái sách này rất mới à, nhưng mà thường là nó có một cuốn lý thuyết, một cuốn bài tập cặp vậy đó. Trường nào cũng vậy, trường các trường đại học nói chung cứ làm cặp vậy đó, sách tất bài tập ra. Nhưng cái cuốn sách này chung hết luôn, lý thuyết và bài tập nằm chung trong đó luôn. Và nhấn mạnh cho bạn yên tâm, bạn học gì trong cuốn sách này thì nữa bạn thi trong cái đó, không có gì khác, hiểu không ạ? Nếu mà tôi muốn nói sát nghĩa là giống như bài tập bổ số vậy, hiểu ý không ạ? Đó, cách nó là như vậy. Đó là mình vận dụng cái hiểu là ứng dụng này kia sát trong cuốn sách luôn. Còn người ta không đánh đố, không gạt bẫy, không đánh đố gì hết. Cho nên việc còn lại là cô trò làm sao để em hiểu được cuốn sách, kiến thức cho ta, mình thì cho tôi. Đặc biệt quan trọng là mình cần phải làm như vậy. Thành ra với cái yêu cầu người ta biểu mình học 10 chương, thì chương nào mà cô không có giảng cho bạn mà cô biểu là về đọc hay là gì đó mà bạn thấy bạn không nắm được, thì bạn nhớ la lên cô ở chỗ này đọc hoàng này không biết, thì phải la lên tại đó ảnh hưởng cho bạn, hiểu không ạ? Chứ thôi bạn không la mà khi mình nó đi thì đề chung đó, tại vì thời gian trên lớp mình học chung mình vậy là buổi chương đúng không? À, có 10 chương mà 11 buổi chung mình buổi chương rất là ngắn ngắn cho nó nhẹ đâu ha. Vậy tôi tạm giới thiệu qua những cái đó mà bây giờ tôi sẽ nói tiếp. Lúc này là có trở không em? Chưa, chưa bầu. Thì thôi, cái ý tôi hỏi bây giờ nè, đó mình nè, thì không có thì phải cử một người lớp trưởng nào thôi, đúng không? Tiếp này thôi cũng đi để chi là nó dùng điều khiển nữa. Nói chung là lớp trưởng chẳng gì sung sướng hết, ai đứng ra nhận để mà tổ chức lớp vậy thôi, chứ đâu có gì đâu số. Mình thấy mình không được thôi mình không nhờ, còn ai thấy được thì nhận dùng. Rồi cô giảng, đúng không? Nói chuyện thôi.
bạn nào được nên có hai người đi, một người lớp trưởng và một người hỗ trợ cho lớp trưởng. Như là lớp hết vậy chạy chi chân phải có nên có hai người chân. Hỗ trợ cho nhau việc chống khách quen này kia. Rồi bây giờ tôi mới nói nha, giờ lớp trưởng làm gì đúng không, vậy chứ dễ lớp trưởng làm gì thì dụ như giờ lớp trưởng nè chia nhóm mà lớp ra nè, chia nhóm nè, giúp tôi để chia nhóm ra nè, rồi tôi có đề nghị là yêu cầu là làm gì gì đó để nộp lại cho tôi và cho lớp các bài tập là tôi sắp giảng nè, thì bạn hỗ trợ để làm cái việc đó cho tôi để mọi người cùng có tài liệu để làm việc và hết chia hết. Bạn không chịu việc đó còn micro nước hay gì giờ mình đâu cần đi lấy gì đâu, có một cái người phục vụ ta làm hết rồi, để đồ đạc này ngay trên đó đủ hết rồi. Tí vậy không có cần đi lấy micro gì sai kiểu như hồi trước đi lấy cũng mệt, thế giấy thế tờ đúng không, cô ấy hát mình làm việc như vậy nó càng ngày càng nâng chất lượng lên, giảm bớt mấy cái rườm rà để tập trung đi lo cho vụ học. Vậy là phải có người điều khiển lớp mới được, phải làm được làm luôn đi cho lẹ sang con khác. Vậy ai được thì xung phong à, bạn thấy ai được bạn đề nghị đúng không? Anh bạn đi được không? Không được tại sao? Anh vàng được không? Không được. Còn nói tóm lại vậy lớp mà cũng ai được hết trơn rồi. Rồi tập thể này là ai điều khiển à, đúng không? Đó. Khi nào ví dụ như muốn kiến nghị đổi cô dạng dở quá đổi cô phải có người cầm kèn ký tên rồi chứ đúng không, cô nói vui vậy thôi. Nên là bạn mà trước khi đổi cô thì cô cũng phòng dập trên hoa rồi đó, ví vậy nên kiểm soát hết được chặt chẽ kỹ lưỡng à, chứ không có mặc dù là không kiểm soát trực tiếp nhưng chúng đội ngũ để giảng cho bạn này cũng có một cái sự làm việc chuyên môn thì nên có những cái yêu cầu rất là chặt chẽ nghiêm túc, thì cô nó vui như vậy hơn à, như vậy thì bạn là gì? Trinh hay là Trinh? Trinh đó à, bạn Trinh á, chắc cô nghĩ là theo cô nghĩ nha, có lẽ là mình nên có thể là mình nên mở cho lớp một cái email lớp đúng không, rồi cô sẽ gửi cái gì đó mail của Trinh, mail của lớp, mail của cô đúng không? À, như vậy là khi mà cô gửi ra cho em nè, cô làm thế nào? Rồi giờ cô gửi là qua là cô gửi cho Trinh nè, rồi cái xong là cô sẽ CC cho lớp nè, rồi hiểu không ạ? Như vậy các bạn lên lớp mail lớp nè, bạn đã về thông tin gì bài tập hay cái dặn dò gì đó, ai? Rồi giả sử như nó này nó bị mất hay bị lý do gì trục trặc gì đó thì Trinh forward lại cho bạn giúp cô đúng không? Thì em mở cái email lớp này. Còn nếu mà tôi có đăng ký cái dạng mà LMS thì tất cả những cái đó nó đưa lên trên cái trang đó, nhưng mà bạn có dùng cái này sẽ dùng bằng cái email nha. Rồi bây giờ mới nói qua cái chuyện làm gì đó thì sao đó là sẽ làm gì, làm việc nhóm nè, làm việc cá nhân nè, không cá nhân nè, cá nhân thì có hai chuyện hồi nãy là vô lớp thi cần và dự thi giữa kỳ, cá nhân có hai chuyện đó. Còn nhóm á là sẽ có cái chuyện là thảo luận nhóm, thảo luận nhóm như vậy là về gì? Mẹo. Về chủ yếu là bài tập. Không bị quyền danh sách này. Các cái bài tập trong cái gì tao gửi anh không xong. Và những cái vấn đề lý thuyết nếu có thì cũng có một cái lý thuyết, chứ không phải thì bài tập không. Trong sách cũng có câu lý thuyết để bạn ôn. Đúng không ạ? Bây giờ về cô giảng trên lớp, những tự điển trên lớp, rồi mình về mình đọc sách, rồi mình làm bài tập.
rồi xong mình gửi lại ha, chia nhớ rồi xong chắc có lẽ là cô lót lại nhiêu ở dưới một chân không có danh sách rồi sao cô biết là nhiều gì có danh sách đó cô, có danh sách thường là lớp em vậy là khoảng bao nhiêu anh có bao nhiêu người biết không? Dao động tầm lắm cô ơi. Không biết hả? Mỗi cô mỗi dao động. Xin lỗi bạn chờ tôi không xích. Danh sách nhóm vô đây. Danh sách này. Đây.
rồi chương bài tập chương danh sách nhớ đúng không, rồi bài tập chương gì nè, ví dụ như chút nữa mình lên bài tập chương chương hai giả sử vậy hả, giả sử vậy nha. Rồi vậy thì bạn sẽ đích lại cái đề bạn ghi lại, ví dụ như bạn ghi bài tập một đi, rồi trang mấy, rồi bạn ghi đánh lại cái đề, hiểu không? Trong cuốn sách ra cái đề thì bạn đánh y trang vậy luôn, ta đánh đọc mình lỡ thì đánh bạn làm y vậy, hiểu được ý không ạ? Rồi xuống dưới này nhóm bạn bè lại họp lại một bàn coi cái hướng giải quyết cái bài này ra sao, làm chủ đi nha, ra hướng. Cái khi thi là quan trọng nhất là cái phần thi mình gọi tên là tự luận, tự luận. Cho nên là nãy tôi nhấn mạnh cái từ gọi là hướng giải quyết cái bài, rồi cộng trừ nhân chia gì đó là tại sao làm vậy thì ra bạn ra cái hướng, rồi theo cái đề này mình thế số vô, rồi mình thảo luận kết quả nếu có. Chứ mình không có nên là mới vô cái lấy 200 cộng 300 là bằng 400 hay 500 gì đó được, làm gì nó sẽ không đạt yêu cầu. Hiểu ý mà, tức là bạn phải tự luận cho ra được cái hướng. Ví dụ như ta biểu bạn tính là A thì bạn về giải thích là A này bằng B cộng C, giải thích thì A là B là gì đó, C là gì đó. Rồi trong cái đề này tôi lấy là B nè, trong cái đề này tôi lấy là C, hai đó tôi cộng là ra kết quả nghĩa gì. Hiểu ý mà, cái người ta quan trọng ta cần nghe bạn là bạn diễn tả được cái này, chứ không phải là bạn lấy 500 cộng 300 gì trong cái đề ra thì nó sẽ thất bại. Thì tôi sẽ tập bạn dần dần, không sao cả. Rồi bạn làm xong cái bạn đặt là cái tên file nha. Quan trọng là bạn đặt cái tên file, tôi cũng dặn luôn tên file, tôi dặn trước cho hiểu. Rồi lúc tôi gửi qua cái file này thì bạn thấy nè, tên file mình sẽ đầu tiên là lớp mình là ký hiệu tên gì trên văn bằng 2AK19L01 vậy hả, mình có nhớ mình hết nữa đó hả? B2K19A. Vậy là lớp nha, đầu tiên ghi lớp. Kế đến là mình ghi nhóm. Kế đến mình ghi chương. Rồi kế đến mình ghi cái lần nộp cái file nha. Vậy giờ cô ví dụ nè, lớp là thống nhất mà ghi vậy. Rồi tiếp theo bạn ghi nhóm mà ghi chữ N thì được ạ. Ví dụ này nhóm 1. Rồi làm bài tập nha, là bài tập chương 2. Ghi chương 2. Và cái file này sau khi làm xong ghi đủ thông tin hết là bài tập nè, nhóm nè, đề làm nè, rồi lưu đặt cái tên file nè, rồi nộp lần thứ nhất lại cho cô. Bạn hiểu chưa? Vì mình nộp đâu? Bạn nó thì bạn sẽ gửi lên, này là cô gửi nè đúng không? Còn bạn nè, sinh viên nè, bạn sẽ gửi lên cho cô và bạn gửi lên email của lớp đúng không? Khi bạn nộp bài nhóm nè, sinh viên nhóm sinh viên chứ bạn cá nhân, cái nhóm bạn nộp thì bạn nộp vô đây, đọc vô cái địa chỉ đồng thời nha. Ý nghĩa tại sao vậy? Mình học 10 chương như vậy, trên máy của cô sẽ mở cái folder tên là lớp này. Folder cô là lớp gì này? Cô mở ra và trong này á, cô sẽ mở là có nhóm và cô sẽ mở là có 10 chương. Vậy cô mở ví dụ chương 2, cô mở cái folder chương 2. Vậy khi bạn gửi mail, cô nhìn lớp này đúng rồi, đúng đây rồi, cô sẽ chép vô, hiểu không? Nhóm nè, được rồi, chương nè, vậy là tôi sẽ vô cái chương nè. Như vậy khi tôi tải về thì nó sẽ có là trong cái chương 2 nè, nó sẽ có là số biết này mấy phát? 10 phát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xếp lớp xuống.
hiểu ý không ạ? Tôi mới quản lý thư một đợt, anh nắm được chưa? Chứ không ghi tên Trinh, tên Nga, tên gì đó, cô chịu chết. Nhưng mà hết rồi. Hiểu ý không? Hả? Như vậy là bạn làm đúng y như cái tên bay không biết như vậy thì nó sẽ xuống vậy. Anh phải ghi gì đó. Vậy lúc cho cô nhận được, cô sẽ báo là cái bài tập chương 2 cô nhận được có 6 nhóm thôi, 4 nhóm này chưa có. Nhìn như đó tôi biết liền, đúng không? Và tôi sẽ làm cái bài Excel để tôi cập nhật cái tình hình nhận bài của bạn, tôi gửi cho mình biết. Bây giờ đây là lần thứ nhất nè. Đấy, đấy là cô, thầy cô. Còn bạn ở nhà á, cái trong cái quản lý thư một của bạn để bạn học á, là bạn cũng làm giống y như cô vậy. Hiểu không? Cô với bạn có song song, bạn cũng làm giống y vậy lớp mình nha. Môn gì nè, đó bạn ghi vô. Rồi bây giờ ở chương 2, nhóm mình là nhóm 1 nè, nhóm mình có 2 bài nè. Rồi ở dưới này nè, tải chúng ta về, bạn ta gửi lên email đó nè. Mình tải về, vậy là mình cũng có 9 cái file còn lại. Hiểu không ta? Có 9 cái còn lại. Rồi như vậy thì sao? Giả sử như mình làm bài tập 1, 2. Rồi, vậy 3, 4 tới 20 mình sẽ tự học, tự làm. Nhưng mình làm mới tới cái bài thứ 3 chưa biết à. Bài thứ 3 không biết được làm, là hết mức luôn học được, rồi là sao? Dở cho bài của nhóm 2 này nè, coi. Hiểu hết á, mình ăn gian, mình học chung với nhau. Lắp đường à, tới bài số 19. Ủa sao bài số 19 là nhân biết vậy ta? Dở nhóm 10 rồi coi. Hiểu không à? Tuy nhiên mình coi thôi, chứ nhóm 10 nó đâu phải thầy. Đúng rồi, có thể nó cũng chậm như thường. Vì mình tự mình làm, mình thấy chưa ổn hoặc là ổn rồi nhưng mà mình cũng tham khảo người ta. Qua nói chung bạn học cái kiểu đó thì là bạn phần bạn chuẩn bị có 1/10, còn 9/10 còn lại bạn học, tự học và học của bạn bè. Phải được chưa? Bây giờ vô lớp xong rồi đó, vô lớp. Giả sử buổi nay cô giảng chương 2 thì cô giao cho bạn tuần mình học có buổi rồi đúng không? Vậy cô giao bạn có tuần à, là về lo làm bài tập đi, rồi gửi cho tôi trước một ngày đi học. Như vậy theo giờ hành chính, ngày thứ 5 khóa sổ, hiểu không? Thứ 6 mình học à, vậy thứ 5 khóa sổ để chi, để còn thời gian tập bài đó, chuẩn bị vậy đó. Rồi ngay cái bài mà của cái nhóm mà làm cái bài tập đó á, mà những cái nhóm nó biết đánh cái đề rồi, ra cái hướng làm rồi, nhưng mà làm nó có 3 câu, làm được có 1 câu à. Vậy 2 câu còn lại bạn tô đỏ vô, bạn nói lý do tại sao bạn biết, bạn ghi vô đó đi. Bạn tôi lên về, tôi sẽ ghi nhận lại hết những cái chưa ổn, hiểu ý không ạ? Tôi ghi nhận lại. Này, rồi vô lớp tôi hỏi có nhóm nào bí không, bài tập làm không được không thì tự mình phải nói. Rồi tôi mới dở trực tiếp cái file đưa ra, rồi chiếu cái đề lên, rồi thảo luận với cô. Hiểu ý không ạ? Vậy là giải quyết. Nhưng tôi cũng vẫn rất thận trọng. Vậy cái mà mình không mà tưởng mà mình làm được mà không biết, vậy tôi cũng sẽ hỏi lại, cũng như kiểm tra ngẫu nhiên vậy. À, tôi hỏi lại vấn đề là cái chương này em giải quyết làm sao, rồi chiếu cái đề ra, rồi các bạn thảo luận đi, bạn nhận được gì về cái này làm sao. Có thể kêu cái nhóm đó, có thể gọi người khác lên để thảo luận. Mình có hai cái micro, cô cái bạn cái tương tác. Thay vì tôi chuẩn bị bài lên đọc thuyết trình thì tôi sẽ tương tác với các nhóm như vậy. Bạn hiểu được chưa? À, nếu mà mình được thì mình kết nhóm mình sao thì mình vô lớp mình nên ngồi cộng lại với nhau để lúc mà cô kêu đó, mình thảo luận cho nó dễ nhanh, chứ bạn ngồi ở trên đây bạn ngồi kia thì nó rời rạc, nó hơi khó thảo luận lắm. Nếu được cái đó cũng không có gì quan trọng lắm, nếu được thì mình nên làm như vậy thì nó sẽ là tốt hơn. Nhắc bao nhiêu người chị? Giờ tiếp nha, nhắc tiếp nữa nè.
Bây giờ giả sử như em tô rõ cái chỗ mà em câu em làm được, em tô rõ. Bây giờ cô mới góp ý, cô góp ý cho bạn, cái xong bạn sửa lại. À, cô góp ý cô ghi trong đó, bạn sửa lại trên cái file đó luôn. Bây giờ bạn tập nhận. Này, giờ cũng nhóm này nhé. Nên là sửa lại bạn tập nhận ghi ha, xuyên cái số hàng. Hiểu không ạ? Thì tôi hiểu là cái nhóm này nè, nó đã làm lần rồi. Có chuyện gì đó, giờ nó chỉnh sửa nó làm lần đó. Là số 3, số 4, số 5 thì nó sẽ cụm cái chỗ này lại nó của nhóm 1. Và khi mà tôi chấm điểm quá trình cái nhóm ấy, thì tôi sẽ chấm là mở cái file này ra chấm trớ có còn tồn tại cái gì là tôi có nốt vô đó rồi. Rồi cái tiếp mở file này, tiếp mở tiếp nếu có hết chương 2 qua chương 3 là cái folder khác. Bạn hiểu không ạ? Như vậy mình có 10 chương là bao nhiêu file? Hỏi bao nhiêu file 10 folder? Trả lời là 100 file. Đó chính là việc mà mình phải rút lại thành 10 cái folder. Chứ nếu không để 100 file người sao biết được mà lẫm ra. Học sẽ rất khó. Hiểu ý không ạ? Nếu mình tập mình quản lý thứ 1 mình làm việc thì như vậy. Chương 2 học theo chương 2, chương 3 học theo chương 3, vân vân. Và nắm được ý nghĩa chưa? Và cứ làm theo cái kiểu như vậy. À, và học xong hết, làm việc hết 11 buổi với cô, luyện công rồi trong ca cao cường rồi lên là xuống núi. À, vậy thôi. À, dùng cái từ mà bỏ kẻ như vậy là đủ. Nếu mà bạn, nếu mà tôi không có dám nói giống như kiểu cam kết bảo đảm chất lượng ấy, là nếu mà bạn đi học thường xuyên với cô trên lớp, bạn làm đúng theo những yêu cầu như vậy thì xong hết 11 buổi luyện công là bảo đảm ra được điểm tốt như vậy. Nhưng mà vì lý do gì đó mình không có theo dõi thường xuyên thì chuyện đó mình sẽ cố gắng mình bồi đắp ở nhà, đúng không? Tự mình lo. À, biết khuyết cái gì đó mình bỏ thêm ở nhà, mình bỏ vô. À, như vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mình vô trẻ cho nên chắc là xin phép bạn làm luôn đi, luôn cho nó xong rồi mình nghỉ luôn nha. À, nếu mình được vậy chắc dự kiến khoảng chừng trên dưới 8 giờ mình nghỉ, bữa nào xong việc là nghỉ chứ không có ở này chi. À, về sớm rồi nha. Mấy người đi học hiểu về người ta ly dị cũng nhiều á. Tôi là cũng thầy cô cũng bị ảnh hưởng, bạn chửi ba mẹ rầy, ủa là làm cái gì bảy giờ cũng làm cho con đi về đi đến chỗ 2-3 giờ sáng mới về tới nhà đó. Đi nó rất khó biết như vậy. Cái bảy giờ ai làm việc mà mày nói mày làm nó lắm hay gì chứ như ai biết, đúng không ạ? Một khi tối làm gì kiểu vậy, bạn bè chửi rồi đi đám cưới hỏi là tôi có đi được đâu, hiểu không ạ? Rồi mình đi làm thì rất khổ, nói chung áp lực, tôi hiểu điều đó rồi. Cho nên cố gắng là cứ nhiệm vụ xong nhiệm vụ rồi nghỉ. Thật ra mới vô tôi cũng rất là thích lớp bạn là cái gì rất tập trung, mà không biết có nghe có nắm được không nghe, nhưng mà im lặng. Anh nói mừng này, có bữa tôi vô trời ơi, cái lớp 100 người mà tôi micro về tôi biểu dặn hết một max luôn mà tôi nói không lợi luôn. Đứng thở luôn. Nhưng mà nó mấy sinh viên trẻ trẻ thôi, nhưng mà thật ra các em nó cũng rất là dễ thương. Rồi rầy hoài không nghe nha, cái hồi cái tôi giả bộ tôi mệt rồi tôi phải đóng kịch mệt, cô mệt quá tôi nói không ra hơi là im. Lúc đó mình phải chơi cái chiêu đó mới im được. À, nhưng cũng thích vậy. À, còn mình thì bạn học rất là tự giác thì đó là điều rất là tốt. À, kiến thức nào thì có thể trên lớp, nhưng mà yêu cầu đây thì nó chắc nó không có gì ghê gớm đâu. À, bạn học sách rốt đi rồi bạn sẽ thấy người ta hay nhận xét mình mà trước đây ta nói mình, rồi bây giờ mình tự mình mới cảm nhận được. Thật ra nói về Việt Nam mình á, có nhiều cái khi mà mấy em học phổ thông rồi ra nước ngoài học rồi đó, học đại học rồi đó,
thì người ta nói gì làm gì xong mày học mấy cái này chi, đâu có cần đâu. Toán nó cũng dạy toán mà gặp sợ rồi chết luôn. Thì thầy dạy toán phổ thông hay là toán đại học, ông nói là toán hả dễ như ăn kẹo, nó dễ nên toán để ứng dụng mà, chứ mình đâu phải giáo sư toán đâu mà khó. Bạn hiểu không ạ? Đến lần học biết cái gì đó mình ứng dụng cho mình, như vậy mình cũng sẽ có những cái bài toán tài chính của mình. Thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cho bạn à, rồi về con ha. Bây giờ mình sẽ lấy giấy ra làm kiểm tra trước à, lấy giấy ra đi. Ta sẽ có 5 phút để chúng ta làm cái bài test kiểm tra. Viết cũng được nha, viết cũng được. Rồi, bây giờ cô giao nhiệm vụ à, bạn Hành Trang ở cô cuối lớp nè, nên dễ đang kêu ổng cô coi em. Đó, em đếm hết cái dãy bên này của em nè. Một chút rồi em đếm luôn em nha, em thu bàn. Đó là nhiệm vụ em thu bàn em thu nha. Mấy người đang đếm là báo cho cô. Cái này ông mất kiếm ở dưới làm nha, giúp cô nha. Cũng y nhiệm vụ vậy luôn. Thu bên đây luôn đi, đây có 3 người à. Thì để cho bạn Kinh nghỉ cho khỏe, hỗ trợ với nhau nha. Rồi em đếm đi rồi em báo cho cô biết. Hai bạn ha, đến đây rồi báo cho cô biết là cô ghi ra. Nhóm 4 chấm 5 đứa. Đúng rồi. À, nhóm 4 người chấm 5
Cô nói tổng số mình đang đo chia hả? Vậy đứa nhỏ là sao cô? Làm lẻ lắm cô. Nhóm 4, nhóm 5 cô nói lẻ. Chia lẻ đi. Vậy chia ra. Chia ra thì 4 người. 5 người. 4 người, 10 người là được nhiêu? 40. Bây giờ còn 4 người nữa. Chết vô nhóm nào cho. Rồi chia. Cái gì thôi? Em đang làm. Vậy là 4 người là đẹp rồi đó, tốt rồi đó. 1, 2, 3, Thủy, Thủy, Hoa, 2, Đỗ, Quỳnh. Vậy á? Nghĩa là em lên phun chút đã. Dạ. Em cứ lên, em chia kiểu sao đó tùy em. Cô có quan tâm cái đó. Dạ. Nghĩa là chia bạn nào ở gần thích nhau hay chị gì chúng ta đăng ký kể ta. Mình cứ chia hết thì được 10 nhóm. Rồi còn lẽ 4 người mình đắp vô đâu đó mình đắp. Hiểu không ạ? À? Rồi báo lại cho cô thôi. Thì chính làm như này, chỉ là em làm cái này trên file Excel á, thì nữa em không có danh sách đúng không? Dạ không. Cô sẽ gửi cho em danh sách. Dạ. Thì cái này nè nó sẽ là cái sheet Excel này, nó có cái sheet danh sách nè. Dạ. Rồi Trinh mới làm xong thì chia ra đây là nhóm. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi sao nữa? Trinh mới như vậy là mỗi buổi á, Trinh mới là làm một cái sheet nữa là phân công. Phân công, rồi phân công là làm sao? À, phân công là làm gì? Cô xin gửi cái địa phương cho em. Em như vậy em làm về hành trên nhóm 1. Cái cô số 1 ở trên Excel á, vâng. Em chia lên nhóm nè. Đấy, rồi em làm nhóm 1, nhóm 2, nhóm 10. Rồi bây giờ mình đang cái gì? Chương nè, ví dụ đây chương 2 nè. Còn cái nhóm này bài gì là video đây? Hiểu không? Đó, mỗi lần phân công em gửi lên lớp là ta tự ta đọc cái này ta làm. Và cái nhóm này tên chưa, tên bài gì cũng chưa này nè, ghi vô đây. Làm gì có khoa học, không quản lý khoa học luôn. Mà bài đó là chuyện nào cô dặn làm bài nào mới cô chưa báo không? Học chưa gì là làm trong cuốn sách đó. Làm hết luôn cuốn sách là có hai thứ, là từ cái thứ căn bản cho tới cái thứ trung bình là nghỉ. Thấy chưa? Thứ nâng cao là không có làm. Rồi. Vậy thôi. Nhưng nói gì, cái này là người ta sắp xếp là từ dễ tới khó. Thật ra bữa nay á, trên chia á, trên chia 1 cho tới 10, bữa sau 10 cho tới 1, cứ quẹo lên quẹo xuống cho nên nó công bằng. Dạ. Hiểu ý không ạ? À? Cái giữa. Vậy chính giữa là trung bình. Giữa trung bình hoài. Ờ, trung bình hoài. Hợp lý không? Không. Hợp lý thôi. Chứ gì nữa, như cái này nè, hơi dễ nè. Cái xuống đây là hơi khó nè. Rồi tả ngược lại nghe gì là càng dễ càng khó. Còn cái giữa là cô vớ. Cái giữa là tàn tàn hoài. Tàn tàn hoài, đúng rồi. Vậy hết. Còn cái giữa không thích tàn tàn thì cái giữa xung phong làm bài khó mà khỏe. Bạn số càng bự càng khó. Tóm lại là vậy, cách ta trình bày vậy đó. Còn mà bạn thấy vậy, bạn nói như cô em làm cái này dư sức là giờ em thích cô giảng em đây, em nhớ nó tôi. Giảng qua bên đây càng tốt. Không, cái này tôi nói thiệt chứ không phải chăm biếm nha. Nhiều bạn ta có cái nhu cầu. Ví dụ như đây nè, ta muốn tìm hiểu một cái gì. Nhưng mà thi không có đúng không? Thi thì không có, đúng rồi bạn, thi không có. Nhưng có thể hỏi về, nếu mà học phần nâng cao rồi có bổ ích cho mình thi không? Trả lời là có. Hiểu ý không? Nè, nên là bắt buộc thì mình có bắt buộc đó. Rồi, nên hiểu rồi ha. Thì cô sẽ gửi cái danh sách này cho Trinh là trên tự trên là mà mở email và dặn lớp gì đó. Chút nữa cô em ghi cho chị đi. Rồi, cho lấy cái của anh Tâm đó chị. Cái nữa là email của cô á. Thì Trinh gửi cho mình Tâm gì đó. Gửi email của em cho cô sẽ bị lạc. Cô ghi giùm em cái email lớp giùm em luôn đi cô, cho mấy bạn ghi luôn. Mang lớp hả? Dạ. Email lớp đúng không? Dạ. Rồi ghi lên đọc đi. KT tài chính. Kế toán. KT viết thường hay viết hoa? Viết thường. Viết thường. Viết tên email đó sao? Viết thường. KT viết không viết tài chính. KT tài chính. Không tài chính viết ra email luôn. Hả? Chữ tài chữ chính. Viết cái chữ tài chính ra. Dạ. Vậy. Cái thằng này nó mấy viết ra chứ. Rồi. 1, 2, 3 1, 2, 3 A cộng gmail.com A cộng gmail.com
cơm. Dạ. Rồi. Bát là kế toán 123. Ghi bát thì ở ngoài đường ta nghe mà lộ nha. Kế toán có viết ra không? Dạ, kế toán viết ra có 123. Kế toán 123. Rồi. Ví dụ như lỡ có chuyện mất phê hoặc gì gì đó thì em đuổi lại. Anh cho bạn, cô bắt cho bạn. Chứ là nha. Cô á là cô tên Lâm, là gọi là gì, là Lâm Tài Chính Doanh Nghiệp Viết Cách à, an toàn uen.edu.vn. Rồi viết theo cái mã như vậy ha, đó là cách ký hiệu của trường mình, theo tên Lâm Tài Chính Doanh Nghiệp Viết Cách còn tu trường mình. Rồi nói vậy là em có được mail của cô và mail của lớp rồi. Còn bạn Trinh là nên có số điện thoại. Có gì mấy bạn hot nóng là bạn kia thì gọi em. Đúng không? Zalo với bờ thì gọi em nhé. Rất nhiều. Nghe mail được không cô? Hỏi điện thoại được không cô? Nên có. Đúng không? Nên không? Có email được rồi cô. Có luôn. Không, nhưng mà như vậy mình quy ước nhau. Ví dụ giờ Trinh là Trinh vô Zalo, vô Viber nhắn, tôi trả lời. Đúng không? Còn ví dụ như điện thoại tôi có quyền trả lời. Bận rộn việc làm hoặc là có quyền gì đó cũng được. Nhưng mà như là nhiều khi bạn cần nghe chứ. Nha. Dạ. Không chính không. Có chuyện gì ảnh hưởng gì lớn không? Có. Đúng không? Có. 0903 310 790 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
của cô là chỉ gửi email của bạn và trên đó có điện thoại, điện thoại không ghi. Nó khi nào nhận được mail muốn gọi cho cô, trong đó có điện thoại trong đó. Dễ nha, có điện thoại, có email dự phòng này cái gì đó. Thôi chị nào nói vậy. Rồi. Như vậy là lớp gửi mail có điện thoại. Con dắt nhiều hết trơn. 29 trên 44. Tức là dắt 15 người. Ha. Này được không? 30%. Vậy trong cái phần kiểm tra bữa nay thì cô giống như điểm danh nha, để được nhiều người đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bài kiểm tra này của mình. Bài này chúng ta sẽ làm theo thức trắc nghiệm và có 10 câu, mỗi câu có 10 giây. Em sẽ nhìn lên màn hình, nó sẽ chạy tự động. Còn mình đánh đáp án vô. Vì muốn nhanh á, em có thể đánh sẵn từ 1 cho tới 10. Rồi xong rồi em chọn đáp án AB thì em tự ghi vô. Như vậy chúng ta có khoảng 100 giây để làm. 100 giây là mấy phút vậy ta? Hơn phút rưỡi. Gần 2 phút, cho 2 phút đi. Cho mấy câu dài dài đọc rồi này kia đi, cho khoảng 4 phút. Rồi thu bài 1 phút nữa là 5. Rồi sửa bài 15 phút nữa càng nghỉ. Đó, vụ này đó. Nhiều đó. Ha. Rồi, bắt đầu nha. Thông thường các cổ phần được sở hữu bởi ai? Rồi nó chọn đáp án gì thì cứ ghi vô. Tiếp theo câu số 2. Loại hình kinh doanh sở hữu bởi một cá nhân gọi là gì? Công ty tư nhân. Tiếp theo, câu số 3. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của loại gì?
Quy Nhơn đúng không? À, không? À, Quy Nhơn. Rồi tiếp theo. Nữa là câu số 4. Chứng khoán vốn là chứng khoán vốn và chứng khoán nợ là cái gì trên giá trị của công ty? Giỏi chứ gì đọc xong cô. Tiếp theo. Câu số 5 hơi dài nên mà đọc cô sẽ phụ đọc với bạn. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính? Tài sản thực là có giá trị thấp hơn tài sản tài chính. Tài sản thực là hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải. Tài sản tài chính thể hiện trái quyền đối với thu nhập tạo ra từ tài sản thực, và tài sản tài chính luôn được bán, còn tài sản thực thì luôn được mua. Tiếp lại câu số 6. Các trường hợp sau đây là ví dụ tài sản thực ngoại trừ. Rồi, tiếp theo. Số 7. Nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là gì? Tiếp theo, câu số 8. Quyết định đầu tư của một công ty gọi là gì? Tiếp theo, đại đi. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua gọi là gì? Tiếp theo, câu cuối cùng, câu số 10. Anh định là đây mà. Các giám đốc thường phụ trách công việc sau đây của công ty cổ phần ngoại trừ cái gì? Rồi, các bạn đang được cô phân công hết, bạn thu bàn, chúng ta sửa bàn. Tại sao mình chụp lại bàn? Thì tôi giải thích cách học bài
mình học cái môn học á là theo cái phương pháp ta gọi là dòng vòng tròn đồng tâm, vòng tròn đồng tâm. Đó mình nghiên cứu là bạn hình dung mô phỏng cái cuốn sách này là đầy đủ hết, thấy là nó có cái vòng tròn vậy. Vậy bây giờ mình học cái thời dừng lượng ít hơn thì ta làm gọn lại, ít nữa ta làm gọn lại, à làm gọn lại. Như vậy ví dụ như bạn học cái là phải gọi cái lõi ha, phải ta gọi vòng tròn đồng tâm, chứ không có nghĩa là trong cái cuốn sách về cách mình lấy miếng, không có kiểu này. Mình cách mà lấy miếng vậy nó không có đủ chất. Hiểu được ý là như vậy. Tài chính doanh nghiệp quản trị tài chính là cái gì vậy, mà cái lõi này nó gồm cái gì vậy, thì cái chương một với 10 cái câu trắc nghiệm vừa rồi thì có thể trả lời được vấn đề đó. Nó là cái gì, cái lõi nó là cái gì. Vậy bạn học xong cuốn sách rồi có người hỏi bạn là bạn học quản trị tài chính là bạn học cái gì cháu, khi nắm được cái chương này bạn sẽ trả lời rất là dễ dàng. Nên những cái bạn mà đi vắt cái mũi ngay là cái tự đọc để tự tìm tòi ra. Trong khi đến đây thì tôi chỉ ra cái vấn đề chính trong cái cuốn sách ha. Rồi giờ mình mới coi lại trong cái phần trải nghiệm vừa rồi. Ta làm 2-3 mục tiêu luôn, test nhiêu đó thôi, người ta có thể đánh giá bạn được. Rồi, ta có khoảng cỡ chừng 10-15 phút để ta sửa trong bài. Câu số 1, thông thường cổ phần được sở hữu bởi ai? Bạn sẽ trả lời sao? Cổ đông. Cổ D. Đúng không ạ? Cổ phần sở hữu bởi cổ đông. Như vậy ở đây là ý người ta nói là đây là một cái công ty loại gì, là công ty cổ phần, công ty cổ phần. Và người ta muốn đặt vấn đề về cái gì, về sở hữu, đúng không? Về người ta hỏi về sở hữu, trả lời là cổ đông. Vậy công ty cổ phần nếu mà không theo tiêu thức, công ty cổ phần này nếu mà không theo tiêu thức là có niêm yết hay là không có niêm yết, có niêm yết hay là không có niêm yết, thì ta gọi tên gì? Nếu công ty cổ phần mà có niêm yết lên trên sàn thì ta gọi là công ty cổ phần có niêm yết. Còn nếu mà công ty cổ phần mà không có yết lên sàn thì ta gọi là công ty cổ phần nhỏ bộ. Bạn nhớ mình lên mạng xã hội đó ha. Rồi mình muốn cho công chúng biết mình đánh vô chữ gì? Public, public company. Đây là ba phần cái thuật ngữ nữa để ta chỉ là listed form. Listed, list là danh sách đó. Listed, tiếp là ha. Form là công ty. Ra trường mà tiếng Anh tiếng U mình cũng đủ nghe hiểu cái từ đó đúng không? Đã học sách gốc là sách tiếng Anh mà đọc hiểu. Rồi. Còn mình không muốn cho ai biết thì mình đánh vô chữ private, quyền từ về private company, công ty cổ phần nội bộ. Thắng hiểu không? Vậy yết lên cần điều kiện gì thì bạn muốn biết cái đó bạn đọc thêm, đọc thêm trong các tài liệu để biết được ha. Như vậy bạn về sở hữu là cổ đông. Vậy nếu mình đếm số lượng cổ đông mà của cái loại niêm yết là cái này nó phải nhiều lắm à, phải không? Ta gọi tên là cổ đông quần chúng. Quần chúng phải đông thì mới giao dịch được. Cho nên một trong những cái điều kiện công ty cổ phần muốn yết lên để giao dịch là phải có cái số lượng cổ đông quần chúng. Thì bạn nên đọc thêm về cái điều kiện niêm yết. Bạn nên đọc để bạn nắm được cái này. Và đến coi là bao nhiêu cái cổ đông, số lượng cổ đông, cái điều kiện đó. Nó có là số lượng cổ đông, nó có là kết quả kinh doanh, nó có là quy mô vốn, nó là mấy thứ đó. Rồi, câu 1 xong, câu 1 xem nó quá dễ dàng. Tiếp, câu số 2. Ủa, trước khi đi vô câu số 2, mình hỏi của ta hỏi câu số 1 gì vậy ta? Trả lời, mình học môn quản trị tài chính.
À, như vậy quản trị tài chính này là quản trị tài chính cho một cái doanh nghiệp, đúng không? Cho một cái doanh nghiệp chứ không phải quản cho nhà nước hay quản nước ngoài. Doanh nghiệp là quy mô thì vậy ta sẽ đặt câu hỏi là loại doanh nghiệp gì, cho loại doanh nghiệp gì. Thì cái loại đầu tiên ta đề cập đến đó là công ty cổ phần. À, rồi, tiếng nói như vậy. Câu số 2, loại hình kinh doanh sở hữu bởi một cá nhân gọi gì? Đáp án à, đúng rồi, à, một cá nhân. À, như vậy cũng nói về cái gì? Cũng nói về sở hữu. Nhưng mà ở đây người ta nói một cái loại khác, đó là bàn về cái loại là doanh nghiệp tư nhân. À, đây cũng là một cái loại hình doanh nghiệp tư nhân, và đây là của một cá nhân sở hữu. Bạn thấy cô ghi lại á, là doanh nghiệp tư nhân. Cái này mấy người tài chức tài học tài bực mình dữ lắm. À, tại sao? Hỏi câu này là đúng không em? Làm sao? Đáp án gì? Trả lời với cô chứ kỳ. Nó cũng sao kỳ, nó không có công ty gì tên công ty tư nhân hết. Đúng rồi, mặc dù ta tài chức cho ta giỏi lắm à, thì ta làm thực tế ta nói gọi là doanh nghiệp tư nhân nha. Tên mới đúng. Rồi, đáng lẽ mới gọi là doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trên cái file này, trong cuốn sách ngân hàng đề thi và câu hỏi trách nhiệm của khoa tài chính đó, thì người ta cố ý đặt cái từ như vậy để thảo luận với sinh viên, chứ không phải người ta không biết tiếng Trần. Nên khi nào mình làm bài mình lấy tiền cái người ra ra thảo luận thì như vậy. Rồi, câu 1 xong, câu 2 xong. Tiếp theo, câu số 3, trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm của loại gì? Bàn tới trách nhiệm hữu hạn. Trách nhiệm hữu hạn, đáp án của bạn là loại gì? Câu D, vậy tư nhân là trách nhiệm gì? Vô hạn. Cho nên mình nói là đúng, đúng không? Nó không đúng. Tư nhân là vô hạn, còn này nó hữu hạn. Nhưng mà công ty cổ phần là gì? Hữu hạn. Thì đáp án đây là C. À, nha, đáp án là C. Như vậy người ta lại một lần nữa nhắc đến công ty cổ phần. Sở hữu là, trách nhiệm là, đúng không? Còn tư nhân nè, sở hữu là, trách nhiệm là. Còn bạn của bạn hôm nay là khác nè. À, chưa? Hai câu, ba câu. Tiếp theo, câu số 4. Câu số 4 này nó có một cái thuật ngữ hơi lạ, là chứng khoán vốn. Chứng khoán nợ. Chứng khoán vốn. Chứng khoán nợ. Thuật ngữ ha, nó hơi lạ. Rồi, tôi giải thích. Tôi giới thiệu với bạn là tôi là nhà đầu tư chứng khoán. Tôi là nhà đầu tư chứng khoán. Rồi, vậy tôi là nhà đầu tư chứng khoán mà tôi làm gì? Tôi mua cổ phiếu, tôi mua trái phiếu, tôi đầu tư vô chứng khoán phái sinh. Nó còn loại nữa mà, còn tên chứng khoán phái sinh nữa. Chứng khoán phái sinh còn bỏ này. À, bỏ qua người ta này. Đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào trái phiếu. Vậy cổ phiếu là chứng khoán gì, trái phiếu là chứng khoán gì? Trả lời, cái người nắm giữ cái loại chứng khoán mà người đó là chủ sở hữu của cái nơi phát hành thì chứng khoán đó gọi là chứng khoán vốn. Còn cái người nắm giữ mà là chủ nợ của cái nơi phát hành thì gọi chứng khoán đó là chứng khoán nợ. Như vậy tôi mua cổ phần của Vinamilk, vậy tôi làm gì của Vinamilk? Là gì? Chủ. Này, cái tiêu thức nè, là tiêu thức rồi đấy. Nếu nắm là chủ thì gọi là, nếu nắm là chủ nợ gọi là, chủ sở hữu gọi là. Vậy tôi mua trái phiếu của Vinamilk, chủ nợ. Đúng rồi, vậy ha. Và
nó sẽ có một cái hỗn hợp của hai cái này lại vậy. Hỗn hợp của hai cái này lại. Hỗn hợp là cái chứng khoán vừa có hai tính chất. Hai tính chất. Nha, hai tính chất. Chứng khoán vốn á, là chủ sở hữu á, thì cái người này khi họ đầu tư á, thì họ hưởng lãi theo kết quả kinh doanh. Cô nghe đây đi. Hưởng lãi theo kết quả kinh doanh. Đấy, còn chủ nợ thì sao? Mua trái phiếu, được gì? Được lãi trái phiếu. Lãi trái phiếu hưởng sao? Cố định. À, đây là lãi cố định. Giống như mình cho là bao nhiêu vậy? Còn này lãi theo kết quả kinh doanh. Thấy nha. Rồi, mua cái này được là, mua cái này được là. Như vậy bạn thấy loại nào hay hơn? Mua trái phiếu giống như cho doanh nghiệp vay. Mỗi năm được 10%. Dù ông lời lỗ gì cũng trả được nhiều đó. Chắc ai không? Chắc ai? Đúng rồi đấy. Mua cổ phiếu có lời mới được hưởng. Lỗ thì phải chịu. Lời ăn lỗ chịu. Theo kết quả kinh doanh. Có hay không? Hay nếu nó lời, nhưng mà nó sẽ rủi ro khi nó lỗ. Lỗ chịu, đúng không? À, tiếng như vậy. Cho nên là mỗi loại nó có một cái hay của nó. Tùy nhà đầu tư thôi. À, tùy nhà đầu tư thôi. Tùy là công ty cổ phần. Rồi. Bây giờ nó có một cái loại chiếc máy lai giữa hai cái này. Cô Việt Nam lấy ông Mỹ để ăn con ra gọi con lai. Đúng không? Hai này kết hợp lại gọi là chiếc máy lai. À, hiểu chưa? À, chiếc máy lai. Gọi từ bình dân này dễ hiểu. Và thật ra thuật ngữ tiếng Anh nó cũng dịch ra là lai. À, kiểu như vậy. À, cái loại chiếc máy này á, là nó kết hợp cái kiểu lai thứ nhất là gì? Là chủ sở hữu mà hưởng lãi cố định. Đúng không? Chéo ra mà. Bên đây lấy cái nè. Bên đây lấy cái nè. Chéo lại cái này. Chéo lại. Này. Rồi. Kiểu thứ hai là sao? Kiểu thứ hai là chủ nợ mà hưởng theo kết quả kinh doanh. Nếu mà lai thì nó sẽ có cái mẫu này. Hiểu không ạ? À? Vậy hỏi bạn, mẫu hai có không? Không, bao giờ có trên đời. Bạn đến bạn cho tao vay nợ mà bạn nói có lời trả cho tôi, không có tôi phụ tôi lỗ nhé. Hiểu không ạ? À? Không có cái mẫu này trên đời. Đúng không? Mình gọi lai nhưng mà nó không có kiểu đó đâu. Kiểu này nè. À, có. Cái người mua họ là chủ sở hữu nhưng mà họ hưởng lãi cố định, đúng không? Vậy nếu họ là chủ sở hữu thì họ tên gì? Có cái tên là nếu một cái ông này thì ông sẽ tên là mổ gì đó, nhà họ mổ. Còn ông này là ông trái gì đó, đúng không? À, ông sẽ là trái gì đó, trái phiếu, trái gì đó. Này nhà họ mổ, này nhà họ trái. Vậy ông Lai họ gì? Theo kiểu Việt Nam mình họ thì ba, đúng không? Ba đâu? Họ gì? Họ trái, không phải trái. Họ cổ, phiếu, gì? Cổ phiếu này gọi tên là cổ phiếu Lai, đúng không? À, chiếc khoác Lai, ta gọi tên nó là cổ phiếu ướu đại. Tên của nó là cổ phiếu ưu đãi. Và từ tiếng Anh của nó là prefer. Prefer gì? Bạn cứ tra thì tôi biết nó đúng không? Prefer share. Này, có người biết hai chữ F. Prefer share. Còn cái ông này cổ đông gì? Ông này cái người mua thì gọi tên là cổ đông. Cổ đông ưu đãi, nắm tờ giấy gọi là cổ phiếu ưu đãi. Còn ông này người mua gọi là cổ đông gì? Cổ đông này gọi là cổ đông thường, thường, ha.
hoặc là có một cái từ ngữ nữa ta gọi là phổ đông, phổ thông, phổ thông. Và cái từ tiếng Anh là common stock, common share, bằng là stock. Share là chia phần, phổ phần, phổ phần, share. Ha, như vậy thì cái số lượng phổ phần bao nhiêu phổ phần thì người ta sẽ dùng cái chữ share này. Như vậy câu này cô có thể thay cụm từ chứng khoán vốn và chứng khoán nợ là, hay là chứng khoán lây là, hay là cổ phiếu của cải là, thì câu B và câu C sẽ bị loại. Không ai nhặt gì hết, bị loại. Như vậy còn câu A và câu D, nếu cái người mua có bàn bạc với cái người phát hành, hai bên thỏa thuận với nhau gọi là câu A. Còn nếu mà bên phát hành quy định gì bên mua không mua thôi gọi là câu D. Thì đáp án đây là câu A. Nếu người mua và người phát hành phải có sự bàn bạc với nhau thỏa thuận cái giải quyết định này, đúng không? Sẽ thỏa thuận cái này, thương lượng thỏa thuận. Rồi ai mua cái này mà thỏa thuận sao vậy, và đặt cái gì là đọc thêm, đọc thêm nghe nha, giao nhiệm vụ đọc nè, điều kiện liên tiếp nãy nè, thì mình đọc thêm là về cổ phần của cải, cái đặc điểm của nó, đọc thêm để mình biết, nhưng mà trong lớp cô đâu giảng hết nổi, gợi ý gì không? Rồi không có thời gian mình nói hết được đâu. Câu số 5, câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính? Phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính. Bạn lưu ý gì vậy? Làm sao để cho cái T của doanh nghiệp, tiền của doanh nghiệp các bạn, nó tăng được, có hỏng này ta? Trời môn rồi nhắc này nè, môn gì vậy? Có học rồi nè, tê đi sao mà đang vậy? Tê đi cái hát, cái hát phẩy, đúng không? Cái tê phẩy, tê hát tê phẩy, đúng không? Rồi tê tê phẩy cũng có luôn, bắt đầu, và đây là kết thúc. Rồi, giao cho mình là tê, rồi đi 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 đâu đó không biết, hồi ra mở nắp ra tê phẩy, rồi được. Làm sao cho nó ra tê phẩy? Cái chỗ này nè, cái chỗ đi này nè, chỗ bỏ cái này vô đây nè, đúng không? Tê mô phỏng nè, tê rồi quăng cái tê nó vô cái này nè, rồi đập thằng chú lên đây ha, lấy ra ra về, thì đó chính là nhiệm vụ của quản trị tài chính. Nhiệm vụ của quản trị tài chính ai quản? Đó là CFO, Chief Financial Officer, ha. CFO, CFO quản nè, phải làm cho nó nở nè. Nhiệm vụ của ông là vậy, của ông làm sao mà nó nở được? Trả lời, bỏ này vô đầu tư, bỏ vô đầu tư. Vậy có đầu tư gì? Nếu hỏi câu đó, có nghĩa là phân loại đầu tư. Thì phân loại đầu tư rất nhiều tiêu thức. Ví dụ như là theo biên giới của một quốc gia, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, đúng không? Theo thời gian đầu tư ngắn, đầu tư dài, theo ngành đầu tư gì đó, vân vân. Thế bây giờ mình sẽ phân theo tiêu thức là tiêu thức nha, khi phân loại bạn phải lưu ý cái tiêu thức. Chứ mà liệt kê ra mà nói chết lớp không được. À, cô hiểu bạn Trinh là Trinh coi lớp mình coi nhiêu nam nhiêu nữ vậy Trinh, tiêu thức giới tính. Coi có bạn nào đi làm chưa đi làm trên đến cho cô theo việc làm vâng vâng, nó phải có cái tiêu thức. Thì dần phân theo tiêu thức người bỏ vốn và người quản lý nha. Nếu hai người này là một á, thì đầu tư đó ta gọi là đầu tư thực, đầu tư thực, bỏ vốn ra quản lý luôn,
nó đã đầu tư thôi. Và diễn dịch lại, bạn có thể hiểu là đầu tư thôi, tức là đầu tư vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Thuật ngữ như vậy, chứ không phải thuật giả. Thuật ngữ ấy, ta gọi nó là đầu tư thật. Đầu tư gì nắm tài sản đó, như vậy đầu tư thật sẽ nắm tài sản thật. Còn nếu mà hai người này mà là khác nhau thì ta sẽ gọi tên là đầu tư tài chính. Đầu tư gì nắm tài sản đó thì đầu tư tài chính nắm tài sản gì. Phiên dịch nè, đầu tư thật nắm tài sản thật, đầu tư gì nắm tài sản đó, vậy là tài sản gì? Tài sản tài chính, hiểu không ạ? Đây là tài sản tài chính, dễ hiểu rồi ha. Sau khi hiểu được câu chuyện đó, tôi qua đây coi tài sản câu nào phân biệt nữa. Tài sản thật có giá trị thấp không? Sai. Tài sản thật hữu hình không? Sai. Nãy mình nói thuật ngữ mà, đó là tài sản thật chứ đâu nói hữu hình mà thấy đường gì đâu, nó đâu. Cái này là một cái tiêu thức để phân biệt cho cái tài sản cố định theo hình thái vật chất. Nó ăn nhập gì tới câu chuyện này hết, về tiêu thức của năm. Rồi, lưu ý như vậy. Tài sản thật luôn bán không? Luôn mua không? Câu đúng đây là câu C. Câu đúng là câu C. Và cái câu C này bạn thấy rất là sâu sắc ở chỗ nào? Chỗ là tài sản tài chính ấy. Tài sản tài chính là gì? Đây là các cái loại chứng khoán này, đề cập á, cổ phiếu, trái phiếu. Đây là chính là các cái loại cổ phiếu, trái phiếu mà cái người nắm giữ nó là có cái trái quyền, tức là được thụ hưởng quyền lợi. Mua trái phiếu được hưởng lãi cố định, mua cổ phiếu được hưởng lãi cố định, đúng không? Nhưng mà cái trái quyền đó đâu ra? Trả lời, trái quyền đó là do thu nhập từ tài sản thật tạo ra. Câu rất là sâu sắc. Mình mua cổ phiếu tỷ, đúng không? Bán nhà mình hết này, thế nhà gì đó, cho vay gì đó, mua tỷ cổ phiếu, tỷ trái phiếu, rồi về mình bỏ tờ giấy tủ khóa lại cất cẩn thận. Cuối năm ta thông báo đem tờ giấy tới lãnh cổ tức, thương tờ giấy. Rồi tờ giấy này nay nó đẻ ra lợi gần 100 triệu anh tết. Nhưng mà tờ giấy đâu đẻ được, đúng không ạ? Tờ giấy có sinh lợi. Mình mua cổ phiếu Vinamilk là ngày ngày người ta phải bán hộp sữa, có lãi trả cho mình. Cho nên bạn đừng nghĩ là mua cổ phiếu gì để tờ giấy đẻ ra tiền lãi, mà bạn phải mua ở công ty gì để công ty nó sinh lãi mới có lợi nhuận trả cho mình. Ý nghĩa đó là như vậy. Thôi nha, lý thuyết phải nắm được cái chỗ đó. Rồi, tiếp. Vậy là bạn C nha. Câu số 6. Đáp án câu số 6. Gì? B. B. Trường hợp sau đây không phải tài sản thực, ngoại trừ. Không phải tài sản thực, vậy tài sản gì? Xin lỗi. Ví dụ sau đây là tài sản thực, ngoại trừ. Vậy không phải tài sản thực là tài sản gì? Tài chính. Chứ còn nếu mà bạn nói không phải thật thì giả, giả không thấy đường, thấy đường thương hiệu là sai. Hiểu được chưa? Vì tiêu thức đó là một cái tiêu thức khác. Cô giáo dạy nhỏ là lớp 3 tập làm văn tải chú thương binh. Gần nhà em có anh Nam đi bộ đội bị thương 2 lần. Còn nhỏ tải hay ghê. Lớp 3 là mấy tuổi? 8-9 tuổi gì đó. Cô giáo dạy nó nhớ kỹ. Con nhớ là đi bộ đội bị thương mới gọi là thương binh. Nó tả như vậy luôn. Gần nhà em có anh Nam đi bộ đội bị thương 2 lần. Một lần nó ban đi thuộc, còn lần nó đùi. Và hết câu chuyện. Bị thương à? Hay tiêu thức. Nhưng mà cô quên dạy cái tiêu thức. Con lần là ảnh bị thương đâu. 2 lần đó, lần ban đi thuộc, lần nó đập nay gì đó. Lần nó đùi, lần nó vai gì đó được. Chứ tự nhiên lệnh ban mê thuộc là nó đuổi thì nó cũng buồn cười giống như mình. Cái thứ không thật, không thật thì giả, giả không thấy đường, không thấy đường thương hiệu, là giống mắc cười vậy đó.
chưa? À, đây là tiềm thức này, bỏ vốn và quản lý. Còn cái kia là tiềm thức để phân biệt tài sản hữu hình vô hình của tài sản cố định. Cho nên ai mà gọi là dân nghề tài chính thì người ta dễ dàng thấy rằng thương hiệu là không thấy đường, nhưng mà nó là tài sản thật. Vì thứ tư tài sản từ hoạt động xuất kinh doanh à, nha, hiểu vậy. Nếu mình chọn câu đó là mình chọn D thì cái câu số 5 ở trên lúc ta test mình sẽ chọn câu B. Tài sản thực là hữu hình, tài sản tài chính thì không phải. Đó, mình chọn câu B rồi xong sang đây mình chọn câu D, mình ta gọi tên là sai có hệ thống. Hiểu một chút tiếng này không ạ? Mà đi giảng cái lớp sai có hệ thống là chết luôn á. Giống như thầy cô giảng anh văn là hay đầu, ví dụ mình đọc là bảy, đọc sai, rồi giờ sửa cái giọng lại sửa cũng không được, để mình đọc cho cái mặt định cái vậy luôn. Đó, mệt vậy, còn chẳng hà chưa có biết cái gì hết là lại dạy đọc và đọc trúng, đúng không? Mà đọc chậm lời sửa không khó, sai có hệ thống là mệt. Không biết gì giảng dễ, biết chắc giảng cũng hay, nắm chắc bắt ra sàn. Còn biết lộn xộn cũng mệt, mà biết chậm luôn là mệt luôn, chậm chậm có hệ thống luôn đó mà. Đó. Câu số 7, đáp án là đáp án C. Dễ là ha, anh giải thích rồi. Đây. À, tức là đó là chính là cái nhiệm vụ quan trọng của ông bà tiền tài chính. Vậy T này nè bạn, là cái gì mà trong doanh nghiệp người ta thường hay dùng cái từ này? T, kinh doanh phải có T, vốn. Ủa vậy vốn có T khác sao? Vốn có tiền khác sao? Trong túi cô và bạn có tiền, tiền. Chứ đâu có nói như chiều tôi xách mớ vốn đi giảng, bỏ một túi, đâu có ai nó bỏ vốn đi giảng, đâu có ai nó bỏ vốn đi học. Hiểu không ạ? Như vậy vốn là nó quay, còn T nó không có quay. Nó quay là sao? Nó quay nghĩa là nó đi vòng tròn rồi bạn, nó đi như vậy làm gì? Nó phải hoàn lại, thu hồi lại, và nó ra cái dấu phẩy, tức là nó có lại, có lại. Hiểu không ạ? Vì ông tài chính, ông quản trị tài chính là đưa ông cột vốn, và ông quản sao hoàn lại được cái đó, ít nhất phải vậy. Và chữ hoàn á, từ tiếng Anh người ta dùng cái từ rất hay là chữ gì? Đi đi gì xong cái mình quay lại gì, người ta gọi tên gì? Return. Return on asset, ROA. Xin lỗi trên tài sản, return on share, xin lỗi trên doanh thu. Return on equity, return on investment, return, thu lại, nghĩa như vậy. Từ tiếng Anh ta cho một cái từ nghĩa là đủ nghĩa luôn. Còn mình là diễn tả lúc xuất sinh lợi, lúc bị tỷ xuất, lúc bị tỷ lệ, lúc tầm lâm, return, hiểu yếu mà quay lại, thu hồi lại, à, nghĩa như vậy. Tăng giá trị, mình làm sao mình quản trị tài chính công ty mà đạt được cái đó là lãnh lương được ha. Còn không có là chuẩn bị xin chuyện chỗ khác. Câu số 8, quyết định đầu tư một công ty gọi là gì? Thì nãy cô có hỏi, cô có nói với bạn là tài chính á, cái lõi của nó là gì? Hả? Cái lõi nó là gì? Con mười chương của mình là nắm được cái lõi của nó là gì thì trả lời. Đó là công việc của CFO là làm sao để ra được ba quyết định tài chính. Còn quyết định tài chính này nhằm mục tiêu để tăng giá trị cho doanh nghiệp. Mục tiêu đó thì ông An đợi ra ba cái quyết định. Quyết định đầu tiên gọi là quyết định đầu tư. Bạn hình dung trên bản cân đối kế toán, bản cân đối này của tài chính các bạn, thì gọi là lập kế hoạch á, bên trái này. Tài sản, đầu tư vô tài sản gì? Tài sản tài chính, tài sản thực. Đầu tư vô tài sản gì, có năng khiếu đầu tư vô cái gì? Thì cái đó người ta gọi tên là quyết định đầu tư. Đó là quyết định thứ nhất của tài chính.
câu hỏi này, hiểu không ạ? Cho nên nếu bạn hiểu câu đó thì bạn sẽ chọn đáp án rất là dễ, đây là gọi là quyết định đầu tư. Rồi ví dụ đầu tư vô tài sản này số tiền, đầu tư vô tài sản này số tiền cộng lại 100 tỷ, đúng không? Rồi làm sao có 100 tỷ? Bên nguồn vốn mình phải có đủ 100 tỷ để tài trợ cho cái nhu cầu tài sản, thì quyết định này người ta gọi là quyết định tài trợ, hiểu chưa? À, quyết định tài trợ. À, như vậy tài trợ bằng gì? Bằng nợ. Tài trợ bằng gì? Bằng vốn chủ sở hữu. Thì đối với công ty cổ phần, trong cái cuốn sách của Ross là ta viết trên cái công ty cổ phần, nợ đây thì được hiểu là trái phiếu, còn vốn chủ đây được hiểu là vốn cổ phần thường, và nó có một cái loại lai là vốn cổ phần ưu đãi, tức là nó nằm giữa trái phiếu và cổ phiếu thường, đó là nó nằm giữa cha mẹ nó nè, phải không? Nhà nó thì ở nhà họ cổ, nhưng mà tâm hồn vẫn luôn nhớ đến nhà ngoại trái, đúng không? Lai mấy nhà thì ở nhà cổ đây là vốn chủ, nhưng mà cái cách tính lợi nhuận thì tính giống như trái phiếu. Rồi, hay như vậy, gọi là quyết định tài trợ. Vậy, tài chính ta sẽ nghĩ đến chuyện là tổng vốn đương nhiên phải đủ để tài trợ, nhưng nó còn câu chuyện nữa là mỗi cái bao nhiêu, nợ bao nhiêu, vốn chủ bao nhiêu, đó là cả một cái câu chuyện của tài chính và có rất nhiều lý thuyết. Và cái đó ta gọi là quyết định cấu trúc vốn. Cấu trúc vốn. À. Rồi, đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính. Bạn sẽ nghe cái từ đó và mai mốt mình sẽ học cái lý thuyết đó. Quyết định tài trợ liên quan đến cấu trúc vốn, liên quan đến đòn bẩy tài chính. Đó là quyết định thứ hai. Rồi, xác định đầu tư vô cái gì, nguồn vốn từ đâu, rồi được rồi, bây giờ bắt đầu hoạt động. Hoạt động thì sẽ có bản báo cáo kết quả kinh doanh, có gì? Doanh thu trừ chi phí trừ thuế. Đây. Rồi ra gì? Ra lợi nhuận sau thuế. Rồi sẽ chia, sẽ giữ lại. À, thì cái việc này người ta gọi là phân phối, hiểu không ạ? Gọi là phân phối. Vậy nó sẽ liên quan đến quyết định phân phối. Đấy. Và nếu mà quyết định phân phối này nó liên quan tới cái khúc phía dưới nè, có lợi nhuận rồi chia cổ tức rồi giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, thì cái khúc này người ta gọi là chính sách cổ tức, hiểu không ạ? Chính sách cổ tức, chia nhiều chia ít giữ gì đó. Thì những cái bạn nào mà học chuyên sâu trong tài chính doanh nghiệp thì bạn sẽ làm khúc này kỹ. Còn nếu mà mình là cộng nhận thôi thì mình sẽ học cái khúc phân phối từ trên xuống. Bạn sẽ nói một chút về cái đó. Đó là ba cái quyết định. Như vậy đáp án chúng ta sẽ loại câu A. Thì đầu tư đâu phải tài trợ được. Đầu tư là nó liên quan bên trái của bản cân đối. Tài trợ là bên phải của bản cân đối. Phân phối là trên kết quả kinh doanh. Ba quyết định nằm ba chỗ. Nhớ vậy không bao giờ nhầm nha. Rồi, đáp án này là sẽ là đáp án B. Quyết định ngân sách vốn. À, quyết định ngân sách vốn. Và từ tiếng Anh nó gọi là budget. À, cũng là ngân quỹ, ngân sách á. Và đừng có lộn sang cái ngân sách nhà nước. Ha, à, ngân sách vốn. Rồi, nó giống như là quyết định đầu tư. Bên trái. Tiếp theo, câu số 9. Câu số 9 này bạn tự trả lời cho con. Khoan hãy nhìn đáp án. Quyết định liên quan đến tài sản cố định nào đó. Thì hình dung tài sản cố định nằm đâu? Nằm ở đây. Vậy quyết định gì? Quyết định đầu tư. Nhớ vị trí nó như vậy. Nhưng mà trong bài lại không có cái chữ quyết định đầu tư. Và cái chữ tương đương của nó. Tài bảy tài trợ bên đây nè. Như chợ đó nè, tài trợ là bên phải, thì hình dung chưa? Đây là đầu tư, đây là tài trợ, đây là phân phối, nhớ ba chỗ vậy. Như vậy trong
bài tiểu tài trợ sẽ được chút ra đó. Loại ơi, cấu trúc vốn quăng luôn. Rồi, vốn lưu động không đúng. Tên của nó là hoạch định năng sản phẩm. Như vậy, cái tên này nó có ba cái tên lại bạn. Bên đây là có ba cái tên. Tên thứ nhất là quyết định đầu tư. Tên thứ hai là quyết định ngân sách vốn. Tên thứ ba là hoạch định ngân sách vốn. Hình dung không? À, tên nó như vậy. Gọi nhiều cái tên gọi khác nhau cái gì. Tiếp, câu cuối cùng. Giám đốc thường phụ trách công việc sau đây ngoại trừ. Đó, như vậy bạn coi đây là đáp án gì? Cái này mình không được sai. Cô chỉ về dở bài ra của bạn ra, cô chấm hai ba câu đó là cô sẽ vô sổ bị đen được mấy người á. Đúng không? Câu nào mà cũng sẽ dễ mà làm chậm là vô sổ bị đen. Bữa nay cô hỏi là thực sự dở hay là chỉ bị sự cố bữa đó thôi. Theo dõi đáp án đúng đây phải là đáp án A. Không dễ mà đâu có gì đâu khó, đúng không? Đâu có ông tiếng đất gì mà đi làm có gì chết đâu. Rồi tiếp rồi. Bây giờ nhìn lại nha, nhìn lại cái khúc ca dàn 10 chương của mình. Mỹ thì sao? Bạn nhìn bạn thấy là nó ăn nhập tới cái chuyện mình học xong ra được ba cái này là Mỹ nè, nó lỗi nha, đúng chưa? Vậy mình nhìn lại con ra được chưa? Chương 2 á là định giá mấy cái loại tài sản để mua bán, vậy là ra được quyết định đầu tư. Đó, chương 4 này nè, chương 5, chương 6 là liên quan đến đầu tư thật, chương 4 là đầu tư tài chính, rồi chương 5, chương 6 là đầu tư thật, tức là nó giải quyết cho cộng đây. Đấy nha, rồi, chương 15, tài trợ dài hạn của nó đâu? Bên nguồn vốn, đúng rồi, tài trợ dài hạn. Rồi cấu trúc vốn không? Cũng tài trợ luôn. Đây, là luôn cái cột đó. Cổ tức đâu? Không, là nó nằm lên dưới này. Cổ tức. Đó, rồi. Ngoài ra, nó còn một số cái chương khác. Cái chương á, là nó đi vô, nó quản mấy cái tài sản này. Nó đầu tư vô đâu? Và nó đi vô nó quản là hàng tồn kho nhiêu, phải thu nhiêu này kia đó, là mấy cái chương bên phần 27, 28 đó là quản cái tài sản nhé. Tuy nhiên có cái chương 28 có cái chương 26 làm gì vậy, chị? Thì bạn thấy có cái chuyện là tài trợ nhé, đó là cái cụ thể của ban chú quyết định. Bạn làm chưa? Nắm chưa? Tiến hành như vậy. Như vậy buổi tới bạn có tài liệu rồi, có như nhớ này kia rồi, bạn đọc trước và bạn đọc cho cô chương 1 và cô giới thiệu xong rồi đó, thì nhớ đọc lại để hiểu. Và bạn đọc trước cho tôi chương 4 trong cuốn sách. Buổi tới sẽ học chương 4. Bạn học xong chương 4 là có một số bài thực hành tôi giới thiệu ngay tại chỗ, rồi một số những gì nhà làm được nha, cách học như vậy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.